mình sẽ vẽ hai cái trái tim đầu tiên, hai trái tim màu đỏ đầu tiên cho nó dễ. Sau đến cái tai của con voi này. Hình giọt nước mình sẽ dùng hai cái màu xanh đậm để mà chúng ta có thể tô được hai con voi này nhé. Mình sẽ tô con voi con trước. Tô xong con voi con thì mình sẽ tô con voi mẹ. Chúng ta thiếu mất một bông hoa. Bông hoa. Vậy là mình đã hướng dẫn cho mọi người xong hình ảnh của khi mà mình tô hình ảnh của hai con voi đó, thì mình sẽ có thể tô thêm ở ngoài này màu vàng này, ngoài này. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi.